truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Chị Hồng, chị tìm đâu cái lò đẹp quá vậy? Bảo Trinh nha, hôm nay chị đến văn phòng, chị thấy trên bàn chị có một cái hộp quà rất là đẹp. Mở ra bên trong là cái lọ này, với tờ giấy này này. Hy vọng em sẽ thích món quà bé nhỏ của anh. Ủa mà sao có tên người gửi? Có ai vậy? Nếu mà chị biết là ai thì chị đã đến để cảm ơn người ta rồi. Chứ chị không có đoán ra chút xíu tên của người gửi hả? Suốt từ sáng đến giờ chị suy nghĩ mãi mà chị không thể nào mà nghĩ ra ai là người hâm mộ giấu mặt đây này. Trời ơi, vậy chứ cái giác quan nhạy cảm của chị nó biến đâu mất tiêu rồi. Bởi vậy thì chị mới nói là chị cũng đang rất là lo lắng. Chương trình đó hay lắm. Giới nghệ sĩ đang thử nghiệm phong cách biểu diễn mới. Chả hiểu tại sao cậu lại không thích nhỉ? Tôi ghét ba cái trò dớ dẫn. Nghe mấy ông đó gào thét thả nhà tôi ngang mèo tôi kêu còn hay hơn. Tôi không hiểu nổi sở thích của một thanh niên chưa vợ như cậu. Cậu nên bắt đầu tìm hiểu một ai đó đi là vừa đấy. Thì tôi cũng đang bắt đầu tìm hiểu một người chứ bộ. Thanh niên sống độc thân một mình, không có tình yêu là không bình thường đâu. Mà này, năm nay cậu bao tuổi rồi nhỉ? 30. Tam thập nhi lập. Đàn ông tuổi đó ấy, không lấy vợ đi mà cứ lanh quanh mấy con mèo, mấy con chim. Hay là cậu giống Di Hoan? Tôi đã nói với anh là tôi đang tìm hiểu người con gái chứ bộ. Chị đã tìm ra được tên hoàng tử giấu mặt của chị chưa? Chưa, nhưng mà có thể đó là Chí Tín. Cái gì? Chị nghĩ một cái ông mà suốt ngày chỉ có biết ăn, ngủ với những con số là có thể có một cái hành động lãng mạn vậy sao? Em này, ai cũng có quyền tạo ra bất ngờ cho người khác mà. Nhưng mà sao chị không nghĩ là một người khác? Ví dụ như là Trần Quỳnh, Lập Trình, thậm chí có thể là Đức Hạnh. Nhưng mà Trinh ơi, em thử nghĩ mà xem. Là đàn ông ấy thì ai cũng có quyền được tán tỉnh một người phụ nữ đẹp như chị mà, phải không? Nếu được ước, chị ước đó là ai? Hả? Nếu mà là Gia Huy thì cũng được. Bộ chị định tuyển phi công trẻ hả? Mà em thấy cái anh đó có gì hay đâu, bất quá có chút xíu đẹp trai à. Mà theo kinh nghiệm của em nha, một người có ngoại hình như vậy thì sẽ không bao giờ làm cho chị hài lòng, nhất là về cái khuôn. Sao giờ này cô còn ở đây? Chú ạ, cháu có chút việc cần giải quyết chú ạ. Chiếc lọ của tôi sao nó lại ở đây? Cháu thấy nó ở trên bàn làm việc của cháu ạ. Đúng là bệnh tuổi già. Đêm qua lúc vào phòng cô tắt điện, tôi để nó trên bàn. Qua sinh nhật của bà xã tôi đấy. Cháu xin lỗi, cháu bóc nó ra mất rồi ạ. Không sao, tôi đã mua một chiếc khác rồi. À mà khi nào thì sinh nhật cô ấy nhỉ? Chẳng sao chú ạ. Cô có thể cứ giữ lấy. Đây là món quà sinh nhật của cô. Tôi là chú hay quên, sợ đến lúc đó tôi lại không nhớ. Tôi đi đây. À thôi, để tôi giữ. Đúng này tôi sẽ tặng cô cho có ý nghĩa. Tôi sẽ không quên đâu. Chú ơi, cô chú đây. Truyền thông hoàng gia.